Elon Musk vừa tiết lộ sự thật kinh hoàng đằng sau Nam Cực. Chào mừng các bạn đã đến với số mới nhất của Tuần Mật. Dưới lớp băng dày 4 km của Nam Cực, một thế giới bí ẩn đang thì thầm gọi tên Elon Musk. Những tín hiệu kỳ lạ phát ra từ lòng băng, những công trình cổ đại chìm sâu trong tuyết trắng và cả những cuộc chạm trán bí mật với thế lực không thuộc về trái đất. Tất cả đang thu hút vị tỷ phú công nghệ và một cuộc phiêu lưu điên rồ nhất lịch sử. Liệu thiên tài SpaceX sẽ là người đầu tiên vạch trần bí mật động trời nhất hành tinh, hay chính anh cũng sẽ trở thành một phần của những huyền thoại Nam Cực không lời giải? Giờ thì hãy cùng Tuần Mật khám phá bí mật của Elon Musk nhé! Hãy tưởng tượng một ngày với công nghệ tiên tiến và lòng khao khát khám phá vô tận, Elon Musk quyết định mạo hiểm vào vùng đất băng giá của Nam Cực. Anh ta không chỉ muốn tìm hiểu về khí hậu hay địa lý, mà còn hy vọng khám phá ra điều gì đó đáng sợ. Một bí mật đã bị chôn vùi dưới lớp băng hàng thiên niên kỷ. Nhưng điều gì thực sự đang chờ đợi ở đó? Độ sâu và mức độ của những khám phá này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta hiểu về trái đất? Cuộc hành trình bắt đầu với một nhóm các nhà khoa học, những người đã tình cờ phát hiện một mẫu DNA hàng triệu năm tuổi ở biển Scotia phía bắc Nam Cực. Mẫu DNA này được lấy từ độ sâu khoảng 178 mét dưới đáy biển và được cho là thuộc về tảo cát, một dạng thực vật phù du. Điều này mở ra một cánh cửa mới cho các nhà nghiên cứu khi họ nhận ra rằng Nam Cực từng có một lịch sử phong phú khác hẳn với hình ảnh lạnh lẽo của nó ngày nay. Sự hiện diện của DNA cổ xưa này không chỉ đơn thuần là một phát hiện, nó chứng minh rằng vùng đất này đã trải qua những biến đổi mạnh mẽ trong suốt hàng triệu năm. Biết rằng họ cần thêm bằng chứng để củng cố giả thuyết rằng Nam Cực từng là một nơi hiếu khách hơn, các nhà khoa học quyết định tìm kiếm hóa thạch của các loài thực vật và động vật đã từng sinh sống ở đây. Họ bắt đầu hành trình đầy cam go đến Nam Mỹ, trải qua con đường Drake nguy hiểm, một trong những vùng biển đầy rủi ro nhất trên trái đất. Tuy nhiên, niềm đam mê khám phá của họ không bị khuất phục bởi những thử thách đó. Họ đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có thể đến được đảo James Ross, nơi họ hy vọng sẽ tìm thấy những tàn tích của một thời kỳ bị lãng quên. Khi đặt chân đến bờ biển, nhóm nghiên cứu bắt đầu lùng sục khắp nơi và nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp. Họ tình cờ phát hiện ra một kho báu hóa thạch có niên đại từ cuối kỷ phấn trắng, khoảng 71 triệu năm trước. Trong số những phát hiện đáng kinh ngạc đó, họ tìm thấy các hóa thạch của sinh vật biển khủng long và các loài chim cổ đại. Nhưng điều gây sửng sốt nhất là bốn cánh hóa thạch của một loài bọ cánh cứng đã phát triển mạnh khoảng 20 triệu năm trước. Tuy nhiên, một khám phá đặc biệt đã làm thay đổi tất cả. Họ tìm thấy tế bào tinh trùng 50 triệu năm tuổi nằm trong vỏ trứng của một loài sâu đã tuyệt chủng. Khám phá này đã làm lung lay tất cả những kiến thức và hiểu biết của các nhà nghiên cứu vì nó thách thức những giả định trước đây về lịch sử và cấu trúc của Nam Cực. Câu hỏi được đặt ra là, liệu những bí mật này có thể hé lộ một nền văn minh cổ đại hay thậm chí là những sinh vật mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng đến? Cuộc khám phá này không chỉ mở ra cánh cửa đến những điều chưa biết mà còn có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về thế giới này. Khi nghiên cứu về Nam Cực ngày càng sâu, các nhà khoa học bắt đầu hình thành một lý thuyết mới về vùng đất băng giá này. Họ cho rằng, trong quá khứ, nơi đây từng là một khu rừng mưa nhiệt đới xanh tươi với thảm thực vật phong phú và những cây nhiệt đới cao vút. Nếu điều này đúng, thì việc phát hiện ra hóa thạch của khủng long và di tích của các loài chim ở đây không còn là điều bí ẩn nữa. Với thời gian trôi đi, nhiều khám phá thú vị khác đã xuất hiện và những nghi ngờ về quá khứ của Nam Cực dần tan biến. Một trong những phát hiện đáng chú ý xảy ra vào năm 2021 khi các nhà khoa học tiến hành khai quật tại biển Weddell, một khu vực hẻo lánh ở Nam Cực. Họ đã tìm thấy một quần thể cá băng khổng lồ đang sinh sản, nằm ở độ sâu 400 mét dưới mực nước biển và được che phủ bởi thềm băng Filchner. Sử dụng hệ thống camera tiên tiến, họ đã xác định rằng loài cá chịu trách nhiệm cho thuộc địa này là Neopatrophis inoa, một loài cá băng rất đặc biệt. Phát hiện này không chỉ cung cấp thêm bằng chứng cho thấy cuộc sống từng phát triển mạnh mẽ tại nơi này, mà còn khẳng định rằng Nam Cực không chỉ là một vùng đất chết. Cũng trong năm 2021, một nhóm các nhà địa chất đã có một phát hiện bất ngờ khác trong quá trình khoan xuyên băng. Khi xem lại các đoạn phim ghi lại từ chuyến thám hiểm, một nhà khoa học đã nhận ra rằng họ đã va vào một tảng đá, nhưng không phải là đá thường. Đó là nơi sinh sống của các sinh vật bọt biển đang phát triển mạnh mẽ. Điều này thật khó tin bởi vì việc bọt biển sống sót dưới lớp băng dày như vậy là điều hiếm thấy. Thêm vào đó, những khám phá tiếp theo cũng cho thấy sự tồn tại của nhiều sinh vật khác sống trong cùng môi trường. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vào khoảng tháng 6 năm 2022, nhóm nghiên cứu lại có thêm một khám phá ngoạn mục khi phát hiện ra một rãnh kỳ lạ trên thềm băng Lawson. Dựa trên những phát hiện trước đó, họ nghi ngờ rằng có một dòng sông ẩn chảy bên dưới lớp băng.
khi họ quyết định khoan xuyên băng một lần nữa để kiểm tra lý thuyết của mình. Kết quả thật bất ngờ, họ không chỉ gặp một dòng sông mà còn phát hiện ra một hệ sinh thái phong phú, nơi có các loài giáp xác giống tôm bơi lội tự do ở độ sâu khoảng 487m dưới lớp băng. Để bảo vệ sự cân bằng mong manh của hệ sinh thái này, các nhà khoa học đã quyết định quan sát và nghiên cứu từ xa. Trước đó, các nhà khoa học đã nghi ngờ rằng bên dưới lớp băng của Nam Cực tồn tại một mạng lưới sông, suối và hồ rộng lớn. Tuy nhiên, việc nghiên cứu những đặc điểm độc đáo của lục địa băng giá này gặp rất nhiều thách thức. Khi khám phá các hang động dưới lòng băng, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một căn phòng ngầm mà không giống như bất kỳ điều gì họ đã tưởng tượng. Các bức tường không bằng phẳng và có nhiều gợn sóng dốc. Khi đi sâu hơn, họ thấy rằng cột nước ngầm được chia thành 5 lớp riêng biệt, mỗi lớp chảy theo một hướng khác nhau. Điều này khiến cho hệ thống ngầm trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Thật may mắn, chỉ vài ngày trước khi một vụ phun trào núi lửa kinh hoàng tại Tonga xảy ra, nhóm nghiên cứu đã đặt các cảm biến trên bề mặt băng và ghi lại được các sóng địa chấn do sự kiện này tạo ra. Họ nhận ra rằng một vụ bùng nổ núi lửa cách đó hàng nghìn km đang tác động trực tiếp đến khu vực dưới băng của họ, nơi chôn vùi sâu 487m bên dưới lớp băng Nam Cực. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bí mật bên dưới lớp băng của lục địa này không chỉ bao gồm các sinh vật sống. Một phát hiện đột phá khác đã được công bố khi các nhà khoa học tình cờ phát hiện ra một dãy núi khổng lồ ẩn dưới lớp băng. Dãy núi này trải dài khoảng 1.200 km và cao tới 3.000m, tương đương 1/3 chiều cao của ngọn núi Everest. Mỗi inch trên bề mặt của dãy núi đều bị che phủ bởi một lớp băng trắng nguyên sơ, làm cho bản chất thực sự của nó gần như bị khuất lấp trước con mắt của con người. Sự phát hiện đầy lôi cuốn này được phát hiện nhờ vào những biến động bất thường trong cảnh báo trọng lực mà nhóm nghiên cứu đã theo dõi. Mặc dù chưa có ai từng thấy được điều này, nhưng các kết quả từ các cuộc đọc trường và trọng lực đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của dãy núi bí ẩn này. Ý niệm rằng một cấu trúc lớn như vậy lại nằm chôn vùi dưới lớp băng dày của Nam Cực khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Vùng đất này vẫn còn rất nhiều bí ẩn đang chờ được khám phá và các nhà khoa học hy vọng rằng những nghiên cứu tiếp theo sẽ đưa họ đến gần hơn với những hiểu biết sâu sắc về lịch sử và sự sống tại nơi lạnh giá này. Phong cảnh băng giá của Nam Cực không chỉ là một cảnh tượng đẹp mà còn ẩn chứa những bí mật chưa được tiết lộ. Bởi vì việc khai thác vật lý trên những tảng băng là rất nguy hiểm, các nhà khoa học đã quyết định chuyển hướng sang một cách khám phá an toàn hơn, nghiên cứu ảo. Họ đã sử dụng dữ liệu từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu để phân tích bản đồ trọng lực toàn diện của trái đất. Nhờ vào thông tin quý giá này và dữ liệu vệ tinh, nhóm nghiên cứu đã khéo léo mô phỏng quá trình loại bỏ băng ở Nam Cực. Điều này giúp họ có cái nhìn sâu sắc chưa từng có về địa hình đá bên dưới lớp băng, mở ra một câu chuyện hấp dẫn về quá khứ xa xưa của lục địa này. Theo những gì các nhà khoa học tìm hiểu, Nam Cực từng là một phần quan trọng của siêu lục địa Gondwana khoảng 180 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, Gondwana kết nối nhiều lục địa hiện nay ở Nam Bán Cầu lại với nhau. Việc khai thác ảo giúp họ tìm ra những tàn tích từ thời kỳ nguyên thủy cho thấy sự tồn tại của một thế giới khác. Những khám phá này đã khẳng định rằng các nhà nghiên cứu đang đi đúng hướng trong việc tìm hiểu lịch sử của Nam Cực. Tuy nhiên, sự phát hiện này cũng mở ra một câu hỏi lớn, điều gì đã xảy ra để gây ra những biến đổi sâu sắc đến vậy? Sự tiến hóa của trái đất đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong nhiều thời kỳ. Ngay cả nơi chúng ta sinh sống cũng đã trải qua nhiều biến đổi, nhưng Nam Cực dường như là một trường hợp đặc biệt đòi hỏi một lời giải thích phù hợp với quy mô lớn. Hai lý thuyết đáng chú ý đã được đề xuất bởi những nhà tiên phong trong lĩnh vực này. Lý thuyết đầu tiên cho rằng biến đổi khí hậu toàn cầu đã dẫn đến sự hình thành lớp băng hiện tại ở Nam Cực. Trong kỷ nguyên trước Cainozoi, khí hậu ở đây rất ôn hòa, với nhiệt độ trung bình từ âm 1 đến 10 độ C, đủ ấm để khủng long có thể sống và đi lại trên vùng đất này. Thậm chí sau khi xảy ra các sự kiện thảm khốc, quét sạch khủng long và các động vật khác, lục địa này vẫn chưa bị đóng băng. Tuy nhiên, khoảng 34 triệu năm trước, khí hậu toàn cầu đã thay đổi mạnh mẽ, nhiệt độ trung bình giảm xuống 5 độ C, gây ra sự đóng băng ở Nam Cực. Mặc dù thay đổi này có vẻ không lớn, nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong lịch sử khí hậu. Các nhà khoa học lý giải rằng biến động này bắt nguồn từ khoảng 66 triệu năm trước, khi mức carbon dioxide bắt đầu giảm dần. Họ cho rằng khi nồng độ CO2 giảm xuống một ngưỡng quan trọng, nhiệt độ đã trải qua một giai đoạn lạnh giá, dẫn đến sự hình thành các tảng băng lớn và các dòng sông băng bao trùm toàn bộ lục địa trong một cái ôm băng giá. Điều này đã giữ lại những manh mối quý giá về quá khứ của Nam Cực, mở ra những bí mật về sự tiến hóa của trái đất. Dù lý thuyết đầu tiên rất hấp dẫn, nhưng nó vẫn thiếu những bằng chứng cụ thể. Chính vì vậy, các nhà khoa học đã nghĩ ra một lý thuyết thứ hai, đề xuất rằng sự đóng băng của lục địa này có thể là do sự thay đổi mạnh mẽ của các dòng hải lưu. Lý thuyết này cho rằng, khoảng 35 triệu năm trước, khi hành trình Drake kết nối mũi phía nam của Nam Mỹ với Nam Cực, khu vực này trải qua một quá trình đào sâu đột ngột.
Sự thay đổi này đã hoàn toàn làm thay đổi lưu thông của đại dương, hình thành nên dòng hải lưu tuần hoàn Nam Cực. Dòng điện này như một hàng rào nước, ngăn chặn các vùng nước ấm hơn và ít mặn từ Trung Thái Bình Dương và Bắc Đại Tây Dương chảy về phía Nam tới Nam Cực. Kết quả là sự cô lập này đã dẫn đến sự giảm nhiệt độ và cuối cùng gây ra sự đóng băng của lục địa. Mặc dù cả hai lý thuyết đều có sức thuyết phục, nhưng cuối cùng chúng đã được kết nối lại bởi những nhà khoa học như Xạ Hương, những người tin rằng đây là lời giải thích tốt nhất cho sự biến đổi của Nam Cực. Sự phối hợp giữa hai lý thuyết này không chỉ giúp giải thích những hiện tượng đã xảy ra ở lục địa băng giá, mà còn mở ra những hướng nghiên cứu mới cho các nhà khoa học trong tương lai nhằm khám phá thêm về quá khứ bí ẩn của Nam Cực và những thay đổi mà nó đã trải qua. Việc nghiên cứu đoạn Drake đã làm thay đổi hoàn toàn cách mà các nhà khoa học nhìn nhận về lưu thông đại dương, tương tự như những gì mà dòng vịnh đã từng thể hiện. Sự dịch chuyển này đã mang theo những dòng nước ấm di chuyển về phía Bắc, đồng thời gây ra sự thay đổi trong các dòng hải lưu. Điều này được thúc đẩy bởi lượng mưa gia tăng đáng kể. Mưa không chỉ đơn thuần là nước rơi từ bầu trời, mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm nồng độ carbon dioxide. Khi mưa rơi xuống, nó làm xói mòn các loại đá chứa silicat, trong đó có cả các thành phần có khả năng giữ CO2 trong các loại đá vôi. Khi nồng độ CO2 giảm, đây trở thành chất xúc tác cho một cuộc băng hà khổng lồ biến Nam Cực thành một khối băng lớn. Lý do này phù hợp với những quan sát về biến đổi khí hậu gần đây và các mô hình lưu thông đại dương. Tuy nhiên, câu chuyện đã có phần đảo ngược so với những gì đã xảy ra cách đây 35 triệu năm. Vào cuối năm 2022, cả hai vùng cực của trái đất đồng thời trải qua những đợt nắng nóng bất ngờ. Nhiệt độ ở Nam Cực đã tăng lên tới 4,4 độ C, một con số chưa từng thấy. Trong khi đó, Bắc Cực cũng không kém cạnh khi chứng kiến mức tăng khoảng 3,3 độ C so với mức bình thường. Một khám phá đáng chú ý cũng được công bố vào ngày Ozone Thế giới năm 2022. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tầng ozone ở Nam Cực đang bị cạn kiệt, tạo ra một lỗ hổng lớn hơn cả toàn bộ lãnh thổ của Mỹ. Điều này khiến nhiều chuyên gia địa chất phải gióng lên hồi chuông cảnh báo bởi sự suy giảm của tầng ozone có thể góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Hệ quả là băng ở Nam Cực đang đối mặt với nguy cơ tan chảy hoàn toàn. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn khi một tảng băng trôi khổng lồ mang tên A76A, tảng băng lớn nhất được biết đến trên thế giới, đã tách ra khỏi thềm băng của Nam Cực và bắt đầu một hành trình trôi dạt đến đoạn Drake. Tảng băng này có chiều dài khoảng 135 km và rộng 26 km, khiến nó trở thành một quái vật băng thực thụ. Khi nó di chuyển, tảng băng khổng lồ này chắc chắn sẽ tan chảy dần dần, gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng với sự dâng cao của mực nước biển, có thể dẫn đến lũ lụt thảm khốc. Thêm vào đó, các nhà khoa học cũng ghi nhận sự rút lui đáng kinh ngạc của một tảng băng cổ xưa khác, với tốc độ tan chảy lên tới gần 610 m mỗi ngày. Sự phát hiện này mang lại cái nhìn sâu sắc về khả năng tan băng nhanh chóng ở Nam Cực và những hậu quả của nó đối với mực nước biển trong thế giới đang ngày càng ấm lên. Trước đây, các chuyên gia đã chứng kiến sự rút lui của một dải băng khổng lồ bao trùm khu vực Á Âu với tốc độ tương tự. Nhưng giờ đây, tốc độ rút lui này đã vượt qua những gì mà họ từng tin tưởng. Điều này khiến cho các nhà nghiên cứu phải đặt ra những câu hỏi lớn hơn về tốc độ băng tan của Greenland và Nam Cực, đồng thời hiểu rõ hơn về sự đóng góp của chúng đối với sự gia tăng mực nước biển toàn cầu. Từ những năm 1990, Nam Cực và Greenland đã mất đi hơn 6,4 nghìn tỷ tấn băng, dẫn đến mực nước biển toàn cầu tăng ít nhất 17,8 mm. Đặc biệt, chỉ riêng hai khu vực băng này đã chiếm hơn 1/3 tổng mức tăng mực nước biển. Khi các tảng băng rút lui về phía đất liền, chúng dần tách ra khỏi đáy biển, khiến cho chúng nổi lên và tăng tốc độ dòng chảy của nước băng. Sự tăng tốc này sẽ góp phần vào việc mực nước biển dâng cao, đe dọa không chỉ các khu vực ven biển mà còn tác động đến toàn bộ hệ sinh thái của hành tinh chúng ta. Nhiệt độ xung quanh Nam Cực đang có dấu hiệu gia tăng, một hiện tượng được dự đoán sẽ phù hợp với những điều kiện đã quan sát thấy vào cuối kỷ băng hà trước đó. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng băng có thể rút lui hàng trăm mét chỉ trong một ngày. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của các sông băng hiện đại với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những gì đã từng được dự đoán trước đây. Trước tình hình đó, dù đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, Nam Cực vẫn tiếp tục là một điểm nóng của những khám phá khoa học, luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Nhiều người thường hình dung về sa mạc là những vùng đất cát nóng bỏng và khô khát, nhưng ít ai biết rằng sa mạc lớn nhất thế giới thực ra chính là Nam Cực. Đây là một nơi kỳ diệu, cực kỳ khô ráo và gió mạnh, với lượng mưa chỉ đạt khoảng 50mm mỗi năm. Đáng chú ý, 99% diện tích của lục địa này được bao phủ bởi băng. Tuy nhiên, trong phần trăm còn lại, có một địa điểm cực kỳ hấp dẫn, gọi là thung lũng khô McMurdo. Khi mạo hiểm tiến vào thung lũng khô này, du khách như bước sang một hành tinh khác, nơi những cồn cát khổng lồ thống trị cảnh quan với chiều cao lên tới 70m và rộng 200m.
Mặc dù không thể trượt xuống sườn dốc của những cồn cát này, nhưng các nhà nghiên cứu lại tìm thấy tầm quan trọng to lớn ở đây. Thung lũng khô McMurdo có khí hậu tương tự như sao hỏa, khiến nó trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà khoa học. Họ tin rằng việc giải mã những bí mật ở khu vực này có thể cung cấp những manh mối quý giá về sự sống trên các hành tinh khác. Thế nhưng, một điều đáng buồn là những cồn cát hùng vĩ này đang di chuyển chậm mà chắc với tốc độ xấp xỉ 1,5 mét mỗi năm. Điều này phần nào phản ánh tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Sự nóng lên của bầu khí quyển đã khiến băng tan, dẫn đến sự giảm dần của những cồn cát này. Ý thức được tình hình cấp bách, các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để tìm hiểu những bí mật của những cồn cát động này trước khi chúng biến mất vĩnh viễn. Nhưng điều càng khiến các nhà nghiên cứu tò mò hơn chính là sự tồn tại của những ngọn núi lửa bí mật ở Nam Cực. Trên đảo Ross có 4 ngọn núi lửa không hoạt động, mỗi ngọn đều mang trong mình một câu chuyện độc đáo. Một trong số đó là Mount Erebus, ngọn núi lửa đang hoạt động duy nhất ở cực Nam trên trái đất. Đứng ở độ cao 3.800 m, đây cũng là ngọn núi lửa cao thứ hai ở Nam Cực. Trong 3 thập kỷ qua, hoạt động núi lửa của Erebus đã gia tăng, tạo ra những cảnh tượng kỳ vĩ. Trái tim lửa của nó rung chuyển với magma lỏng, trong khi những hồ dung nham cổ xưa vẫn tiếp tục sôi sục. Mặc dù đã tồn tại khoảng 3 triệu năm, do vị trí xa xôi và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các nhà khoa học hiếm khi có cơ hội khám phá ngọn núi lửa này. Tuy nhiên, vào năm 2013, một nhóm nghiên cứu dũng cảm đã chinh phục được đỉnh cao của nó, trải qua hành trình gian nan, băng qua những tảng băng tuyết và sông băng. Khi họ lên tới đỉnh, điều bất ngờ là họ phát hiện ra sự sống vẫn phát triển mạnh mẽ trong cái nóng thiêu đốt của núi lửa. Các vi sinh vật cực đoan này được tìm thấy trong các hang băng, cho thấy rằng có những sinh vật độc đáo và đáng chú ý tồn tại ở đây. Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học cảm thấy lo lắng hơn là một hiện tượng kỳ lạ khác đang diễn ra ở Nam Cực. Thềm băng Ross, một trong những người khổng lồ băng giá của lục địa, đã tiết lộ một bí mật không ngờ. Thềm băng này được mệnh danh là thềm băng lớn nhất ở Nam Cực, trải dài trên một khu vực rộng lớn hơn cả nước Pháp và dày hàng trăm mét. Gần đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thềm băng Ross phát ra những giai điệu ma ám khi gió nhảy múa trên các cồn tuyết. Khi gió quét qua, nó tạo ra những rung động trên bề mặt băng, tạo ra những âm thanh địa chấn liên tục. Mặc dù tai người không thể cảm nhận được những rung động này, nhưng các nhà khoa học đã sử dụng cảm biến địa chấn để ghi lại những giai điệu buồn thảm đó. Khám phá quyến rũ này diễn ra tình cờ khi các cảm biến ban đầu được lắp đặt để quan sát các hiện tượng khác trên thềm băng. Khi các nhà khoa học nghiên cứu sâu hơn, họ đã phát hiện ra những kết quả thú vị từ những âm thanh này, mở ra một hướng đi mới cho việc hiểu biết về thềm băng Ross và những bí mật mà nó ẩn chứa. Bài hát của thềm băng không chỉ đơn thuần là âm thanh, nó đang phát triển và thay đổi theo những yếu tố môi trường như sự tan chảy của băng và các cơn bão. Sự dịch chuyển của tuyết và băng ảnh hưởng đến cách mà những âm thanh này vang vọng, tạo nên một giai điệu quyến rũ. Giờ đây, bài hát ấy đã trở thành một công cụ quý giá cho các nhà khoa học trong việc theo dõi sự ổn định và dễ bị tổn thương của thềm băng trong thời gian thực. Bằng cách lắng nghe tiếng vo ve của địa chấn, họ có thể hiểu rõ hơn về những thay đổi đang diễn ra, từ đó đưa ra những dự đoán về tương lai của khu vực này. Điều thú vị là các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Nam Cực, nơi tảng băng trôi này sinh ra, từng là một vùng đất tươi tốt, một khu rừng mưa nhiệt đới rực rỡ. Người ta có thể hình dung được vẻ đẹp kỳ diệu của cảnh quan ấy, nhưng giờ đây, trong bối cảnh hiện tại, không ai mong muốn lớp băng này tan chảy. Nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ thật khôn lường, không chỉ cho Nam Cực mà còn cho cả nhân loại và toàn bộ hành tinh. Nhận thức được sự cấp bách của vấn đề, các nhà nghiên cứu đã tăng cường nỗ lực để tìm hiểu sâu hơn về những yếu tố đang gây ra sự biến đổi mạnh mẽ của lục địa này. Họ hy vọng rằng việc làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh những thay đổi này sẽ giúp xác định được các biện pháp chủ động có thể được thực hiện để ngăn chặn một sự kiện lớn như sự tan chảy không kiểm soát của thềm băng. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu chúng ta có thực sự hiểu được khả năng của Nam Cực khi xưa từng là một rừng mưa nhiệt đới, có nên để thiên nhiên tự nhiên phát triển, ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến sự sụp đổ tiềm tàng của nền văn minh mà chúng ta đã xây dựng? Những suy nghĩ này làm cho người ta phải dừng lại và tự hỏi về mối quan hệ của chúng ta với môi trường xung quanh. Câu chuyện về Nam Cực không chỉ là một câu chuyện về băng và tuyết, mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta đối với hành tinh này. Còn bạn, sau khi xem xong video này thì bạn có suy nghĩ gì về Nam Cực? Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Tuyệt Mật để không bỏ lỡ những thông tin thú vị trong tương lai nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại!